Hôm nay Kim Hoa sẽ dẫn anh chị đi tham quan một cái công trình sàn gỗ nhựa ngoài trời mà đã đưa vào hoạt động được 6 tháng rồi. Sẵn dịp hôm nay thì anh Thợ cũng vệ sinh luôn. Mình vô mình coi coi là vệ sinh có khó không ha. Ở đây thì sẽ có hai cái ô này là màu khác nha. Ở bên kia thì cũng sẽ có những cái ô màu khác nữa mình để không cố định. Ở đây nó có hai cái nắp nè mọi người, không có cố định để làm chi. Lát nữa thì anh Thợ sẽ dùng cái vòi nước với áp lực mạnh như thế này mình xịt vào thì nó sẽ có độ dốc về cống thoát nước từ 2-3% mình tính trước. Cho nên là bây giờ mình chỉ cần xịt nước thì nó sẽ trôi về cống thôi. Đây là một chỗ không cố định nữa nè. Rồi qua bên đây. Chỗ này thì cũng không cố định nữa nha. Và anh đang xịt nước đó, nó chảy xuống về cống thoát nước hết trơn. Đây, những cái chỗ này là không cố định nè mọi người đó. Mình sẽ gỡ ra. Rồi có rác gì đó là mình lụm nha. Cho nên là sàn gỗ nhựa ngoài trời nếu mà mình dùng, mình vệ sinh định kỳ thì rất là ok. Anh chị đừng có lo. Bạn này thì làm từ bột gỗ và bột nhựa kèm một số chất phụ gia bổ sung. Nếu mà anh chị dùng gỗ mà sợ bị ẩm mốc, mối mọt hay là bị mục nát khi ở ngoài trời thì bây giờ có cái sàn gỗ nhựa ngoài trời là cái vật liệu thay thế gỗ dùng ở ngoài trời rất là ok luôn. Bạn này thì anh chị thấy nè, khi mà thi công thì sẽ chừa ra khoảng 6mm bằng với cái độ dày của con chốt nhựa phía dưới đây. Cái khoảng cách này cũng sẽ vừa đủ để mà nước thoát đi dễ dàng nè. Bạn này có 4 màu nha các anh chị, màu cà phê, màu gỗ sáng nè, màu nâu đỏ và màu xám ghi. Anh chị có thể lựa chọn để lắp cho khu vực ngoài trời của mình. Ở đây là sàn sân thượng nha. Ngoài ra thì còn lắp ở cái khu vực mà ban công nữa hay là lối đi sân vườn rất là ok luôn. Có một điểm mà Kim Hoa muốn chia sẻ ở đây đó là khi mà mình lắp ở khu vực sân thượng này là hoàn toàn không có khoan trực tiếp xuống nền nha các anh chị. Ở đây là cái khung xương được lắp bên ngoài. Cái miếng cao su này nè được lót để khi mà mình đi di chuyển lên á, nó sẽ không có kêu lợp bợp cọt kẹt ha. Còn cái hệ khung xương này cũng là xương inox 304 luôn. Riêng con ốc dùng cho công trình này cũng là ốc vít inox 304 luôn nha. Cho nên là dùng rất là bền, nó không có bị rỉ sét ha các anh chị. Những cái công trình mà trên sân thượng như thế này nếu mà mình khoan trực tiếp xuống nền á thì nó sẽ làm cho cái nền nó thấm ngược với cái trần ở bên dưới, nó không có ok. Cho nên là lưu ý giùm Kim Hoa nha. Hôm bữa thì có lên cái video chỗ này thì mấy anh chị nói là chuột bọ nó chui dưới đây thì sao. Thì cái chỗ này nè, Kim Hoa chỉ cho các anh chị xem là có một cái thanh ha, nó không cố định và nó được lắp vô đây đó, nó che lại hết trơn rồi. Thì bây giờ anh Thợ mở ra đó, nó kín vậy sao mà con nào nó chui vô được mọi người. Giờ mình mở ra rồi mình xịt nước vô thôi. Và những cái chỗ kia, một đoạn thì sẽ có một chỗ không cố định, một đoạn thì sẽ có chỗ không cố định. Mình xịt nước, mình lấy rác lên là rất sạch luôn ha. Trước khi làm sàn gỗ nhựa ngoài trời thì anh Thợ cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng những cái vị trí mà mình sau này mình sẽ gỡ ra để mình vệ sinh. Và sau khi mình vệ sinh thì mình chỉ cần đặt lại rồi mình bắt vít lại bình thường thôi. Rất là đơn giản luôn. Những cái chỗ này nó chỉ là gá tạm thôi nha các anh chị. Nhưng mà công trình của mình vẫn rất là chắc chắn. Mình làm xong mình thi công lại bình thường. Nếu mà anh chị nào quan tâm đến sàn gỗ nhựa ngoài trời, những mã màu hay là cách thi công công trình thực tế thì có thể để lại comment, Kim Hoa sẽ tư vấn chi tiết. Cảm ơn đã theo dõi video và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.